Ông cháu lại cắt tóc kiểu gì nhá? Ông chú giới thiệu ông chú tên là bạn cháu tên là Hẹ. Hẹ à? Vâng. Con trưởng thôn làng cháu. Con trưởng thôn làng nào? Làng Kinh. Làng Kinh à? À. Ok. Hôm nay cháu đi đầu sang để cắt quả muôi cành chéo, tối nay đưa vợ đi thăm phim xong. Tối đưa ai? Đưa vợ nói đưa con Mưa đi. Đưa Mưa đi xem phim đi. Ok được rồi. Thằng này được đấy nhá, ga lăng đấy, vào việc luôn nhá. Ok chú. Dậy đi ông cháu ơi, xong rồi đấy. Có đâu chú các cháu ok nhỉ, tôi cháu rủ em Mưa đi xem phim được không chú nhỉ? Được đấy, có đầu lại uy tín luôn, quay ngang cho ông cháu xem này, thằng này quay ngang thầy luôn. Thế thằng này còn đi chơi cả em Mưa luôn không hay là cho nó ở nhà? Hả? Hai thằng đi chơi cả em Mưa à? Một thằng thôi. Ôi mày không đẹp trai đâu. Đúng rồi, đưa ông cháu đi chơi em Mưa nhá, đấy của ông cháu, mỗi ông cháu một lốp. Một lốp chú? Ừ. Anh em trả tiền cho anh phát. Trả tiền kia ông cháu. Chuyển khoản à? Ok, đơn khoản kia. Thế mà rủ em Mưa đi chơi mà em khen đẹp trai nhá, thì dẫn mấy thằng bạn của em Mưa đến đây cắt tóc ông cháu nhá. Cháu dẫn, mai cháu dẫn luôn. Ok. Tối vào việc mai dẫn luôn. Ok ông cháu ơi. Rồi.